Nhà hướng lên bờ sông. Lúc này phải có xuống. Quen xong gì đó người ta bán đồ này nọ là ta chở bằng xe hoặc là ta kéo xe để đi vòng vòng theo mấy kinh này nó bán. Tại vì cái làng nó dài nó ấy dọc theo bờ sông á, mình thử lấy xe đi bán cũng xa xa ở mấy cái ngã tư ngã ba kinh này nọ cũng hay có mấy cái chợ đội nhóm. Ngồi này rất mắc lắm. Mày đang có cái đầu nó cẳng hơn nè. Cái này dạ. Cái này mình cắm làm kiếm rồi. Cắm làm kiếm rồi, mình đặt lợp rồi dớn rồi đó. Có rồi bằng cái mình lấy cái mình đó rồi. Còn cái da đó cái đầu á, bằng ra bán á. Có mình á. Người ta bằng đủ chân, người phơi khô, người chiên ăn, người thì mình chả. Cá này cá đồng không á? À, cá đồng không à. Đây con mằng ở đây, con đực lợp là dướng rồi, cá đồng không à. Cái này là nó ăn cá nó nguyên gì nè, người con mằng ra. Cỡ này cá lên kiếm với cái chân với lại cái cũng nhỏ. Dạ bởi con mặn bữa nào cũng được chục ký gì đó về cái mặn bán. Nghe nói làm chả cũng ngon lắm. Dạ, cá đó chả ngon lắm. Chứ mặn muối chiên rồi đó nó cũng ngon, nó cũng như cá lóc gì đó. Nước ở dưới này nó lên chưa ta, nước bắt đầu lên chưa? Chưa, nước chưa, nó nước còn nước lớn nước rộng chưa có nước chưa lên. Chưa là bà nước lên á. Chưa có lỗ hoa. Thiệt là lỗ hoa. Ếch luôn. Rắn. Cá. Đủ thứ. Gặp con nặng nhỏ con ấy. Đây có tôi chợ. Ngoài chợ luôn á, chợ này. Chào cũng được, đi phim gì kìa. Phim gì vậy? Phim chơi. Ngon.
từ con súng này, cái này kêu nó gì quá này, con mắt đó, đồ này là đồ đồng, đồ đồng không mà không dám dụ bây giờ, vui quá, này có điểm điểm không nè, cua này, cua cái gì đó, cua đồng kìa, có thằng kia đổ vô luôn chạy, chưa đổ vô chạy, đổ vô đi, được hả, có được chưa ta? Được không? Có được chưa? Được nhất chưa mà? Ê, sáng tôi hỏi ông, Mỹ ông không bán, nó hết trơn được rồi. Ông là biến vô rồi, nhất cái thằng quỷ mập đó thiệt chứ. Ác thì ghê. Để bà, thì em cũng đang bị lòng quay cho em. Tôm nè. Tôm tươi nè. Đổ này nha, đổ luôn nha. Lương hả? Lương hả? Dạ, lương. Lương đồng nè. Cua nè, nó quay bịch cua chưa? Cua đồng nè. Cua kia mới thấy nè, trong tháng. Ờ, đúng rồi. Để trong bịch cho nó không thấy. À, hả? Cái này ta lắc nè. Đó, cua. Bơi luôn được không? Ê, cua rất là béo lắm đó. Cái gì mà ta? Cái gì mà? Cua hả? Không còn 5 gram hả? Trời ơi, nó thiệt ra là tại tôi cũng không có ăn cua đâu, mà tại vợ không thái ăn rồi thành ra. Cua làm gì đâm nó canh? Cua về cho vợ lũ cắn mà. Đó con cua càng từng đấy. Cái hố càng đem về đây. Nó càng dữ hơn hết. Vậy rồi. Lỗ ta ăn kiếm mấy con càng bẩn quá. Đâu ta hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy con cua gì nè. Con tím tím này là câu cá luôn nha. Con này là con này ốm nè, con này ốm câu cá nè, trời ơi tốt. À. Ốm nó có nghĩa là con. Con này nó luôn nó bóng con. Xăng luôn rồi.
vẫn chuẩn bị tốt. Vừa ta vô đồng đó nên giờ ta chạy ra. Lúc này phải có xuống.